Chào Bình Liên, những cái đồ mà của Việt Nam giống như là quần áo hoặc là những cái đồ gia dụng rất là nhiều trên thế giới, chứ không phải là giống như những gì mà cái bọn mà tự nhục, dân chủ cùi tự nhục hoặc những cái bọn mà bao que ở ở Mỹ này xuyên tạc. Như trong nhà em thì rất là nhiều đồ ăn Việt Nam. Như hồi Tết này có mua một cái hộp mứt ở Việt Nam, rồi bánh in rồng vàng, bánh in rồng vàng, rồi cà phê thì cà phê 7G, nên ở nhà thì nói chung là bún hay bánh tráng đồ toàn là mình mua ở những cái chợ mà Việt Nam, những cái rất là nhiều trong đồ trong nhà cũng vậy, quần áo mà ví dụ như mình đi đi shopping mình thấy quần áo Việt Nam thì mình cũng mua, nếu mà những cái áo hoặc những cái quần mà làm ở Trung Quốc hoặc là Việt Nam hay là Campuchia gì đó thì mình sẽ chọn những cái đồ mà may ở Việt Nam hoặc là những cái đồ mà làm ở Việt Nam. Cảm ơn bạn Ngọc Sơn. Còn mà những cái chuyện mà mình thấy trên Walmart, Facebook mà những cái đám mà tự nhục rồi đăng hình những cái xe VinFast mà nó bị. Cảm ơn anh Hùng Hùng. Nó bị những cái tai nạn mà rồi xuyên tạc ra những cái đám mà chống phá đất nước, nó xuyên tạc xe VinFast không kém chất lượng, thì đó là chỉ là những cái bọn mà chỉ là những cái xuyên tạc, điển hình là những cái xe VinFast nhưng mà được cấp phép thử ở ở Mỹ này, ở Cali này, nó phải trải qua tất cả những cái thủ tục an toàn, về cái mức độ an toàn, về cái chỉ số an toàn về môi trường. Đúng rồi, bây giờ những cái quần áo mà may ở Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam, cái chất lượng nó rất là tốt, không phải những cách đây 5 10 năm mà những cái đồ mà sản xuất ở Việt Nam qua là chơi những cái đồ bán cho những cái phân khúc rẻ, nhưng mà bây giờ đồ những cái đồ mà làm ở Việt Nam là những cái đồ cao cấp. Người Mỹ ở đây người ta rất là chuộng đồ của Việt Nam so với đồ mà của Trung Quốc, sản xuất ở Trung Quốc. Hầu hết những người ở đây người ta nhìn nhận là những cái đồ mà sản xuất ở Việt Nam là nó có chất lượng tốt hơn những cái đồ mà sản xuất ở Trung Quốc. Thì mình quay lại mình nói xe của VinFast mà được cấp phép thử ở Mỹ thì nó phải bảo đảm cái chất lượng về môi trường, bảo đảm về cái mức độ an toàn thì mới được cấp phép để cho xe đó được chạy trên đường ở Mỹ, thử trên đường ở Mỹ, chứ không phải giống như mà cái bọn tự nhục, cái bọn chống phá đất nước rồi nó kêu xe VinFast không đủ chất lượng. Tất cả những gì mà nhập vô Mỹ là bảo đảm chất lượng rồi, đã từng được thử về chỉ số về môi trường, những cái chỉ số an toàn giao thông thì mới được cho thử ở Mỹ. Chứ xe xe ở Trung Quốc, xe sản xuất ở Trung Quốc, có những hãng xe mà nó bán cho Trung Quốc á. Chào anh Chu Phan, những sản xe mà nó Trung Quốc mua thì được bán ở Mỹ, được lưu hành ở Mỹ. Chứ còn những cái xe mà sản những xe của Trung Quốc, của các hãng sản xuất xe của Trung Quốc chưa được bán ở Mỹ, chưa được thử ở Mỹ, nhưng mà xe VinFast lại được cấp phép thử ở Mỹ, đó là một cái niềm tự hào cho đất nước Việt Nam, cho những người con dân Việt Nam.
Dạ em chào anh Châu Phan. Cho nên hôm nay em muốn làm một cái video livestream này để mình review những cái sản phẩm của Việt Nam. Thì đây là những cái sản phẩm mà công nghệ cao, sản phẩm là mang tính chất xám chứ không có còn mà cái kiểu mà gia công. Không phải là những cái quần áo, giày dép rồi là đó, nhưng là những cái thường rồi. Bây giờ là người Việt Nam mình, sản phẩm của Việt Nam mình đã sản xuất được những cái hàng công nghệ cao, những cái hàng mà có sự đầu tư của chất xám chứ không như những cách đây 10 năm, 20 năm mà Việt Nam chỉ là những cái để chỉ để những cái gia công đồ may mặc, những cái đồ nghề mà xài điện đó. Cái đồ này xài điện sản xuất ở Việt Nam rất nhiều, giống như là những cái máy khoan, máy cưa sản xuất ở Việt Nam rất nhiều, mà mình xài những cái đồ của mấy cái dụng cụ điện trong nhà của mình là toàn là những cái đồ mà sản xuất ở Việt Nam, cái hiệu mà Ryobi, thì đó là những cái sản phẩm mà sản xuất ở Việt Nam. Thì đó là những cái sản phẩm có cái không phải là cái sự khéo léo không, nhưng mà có cái sự mà chất xám, cái về cái trí mà thông minh sáng tạo của người Việt Nam, chứ không còn là những cái đồ mà kiểu như làm tay chân. Những cái món đồ mà làm tay chân thì nó thường rồi, cho nên mình muốn truyền tải cái thông điệp các bạn ở Việt Nam. Mình tự hào mình là người Việt Nam. Còn một cái nữa là mình muốn mà đập tan cái luận điệu của cái bọn xuyên tạc, của bọn tự nhục mà chơi người Việt Nam thế này thế nọ. Thì đó là chỉ những cái thành phần mà thua cuộc, mà người Mỹ mình thường mình kêu là cái bọn loser. Dạ, thì em cũng có biết là những cái đồ gỗ ở Việt Nam mình xuất ra qua qua Mỹ rất là nhiều. Những cái bàn ghế, giường, đồ mua ở Costco là hầu hết là đồ ở Việt Nam. Dạ đúng rồi, bắt cầm, con cũng định mua cái xe điện. Tại con có cũng có ba cái xe chạy xăng rồi. Mà con dự tính là một chiếc xe, nếu mà xe tới con mua thì con sẽ mua cái xe điện, nhưng mà cái xe VinFast mà bán ở ở Mỹ này, con sẽ mua cái xe điện của VinFast. Đúng rồi, anh bạn Văn Tiến Trung nói mình nên ngày xưa cách đây khoảng 20 năm mà lúc mà mình qua đây á, thì xe Hyundai của Hàn Quốc á, nó rất là xấu, cái chất lượng nó rất là kém. Cái lúc đó xe Hàn Quốc ai cũng chơi hết á, mà bây giờ là xe Hàn Quốc là có thể cạnh tranh ngang hàng với lại xe của Nhật, xe của Mỹ rồi. Cho nên người Hàn á, người ta có một cái tính đúng rồi, anh Huy Huy Mạnh, United. Người Hàn người ta có tính dân tộc rất là cao. Ngày xưa người ta mình coi mấy cái phim Hàn á, người ta còn đi xe Hàn, điện thoại người ta cũng xài những cái điện thoại Samsung để người ta quảng cáo cho những cái sản phẩm của cái đất nước người ta. Cho nên mình nghĩ người Việt Nam mình cũng làm như vậy. Em cảm ơn anh Hùng Hùng. Mình nghĩ người Việt Nam mình cũng nên làm như vậy. Thì mình nghĩ trong 5 10 năm tới, đất nước Việt Nam mình nó sẽ phát triển rất là mạnh hơn bây giờ. Người Việt Nam nên dùng hàng Việt Nam. Cho nên mình ở nước ngoài á, mà mình đi ra nước ngoài, mình đi ra ngoài đường á, mà mình khi hay là mình đi làm trong các công công ty á,
mà người Mỹ người ta biết những cái chuyện gì mình về gì về Việt Nam, người ta nói về Việt Nam những cái điều mà về Việt Nam mình rất là tự hào. Giống như hôm bữa cách đây mấy mấy hôm thôi thì mình làm trong trong cái công ty thì tới giờ nghỉ lý giải lao, thì một cái ông Mỹ ông ấy tới ông bắt chuyện với mình. Thì ông nói ông coi một cái chương trình ở trên Amazon TV á, thì ông nói về Bác Hồ, ông nói những cái gì mà trên chương trình Amazon TV nói về Bác Hồ. Ngày xưa ông đi học ông không có biết, ông không có biết là Bác Hồ là một người người hùng dân tộc như vậy. Ông nói hồi ngày xưa ông đi học trong trường ông không có được giảng dạy những cái đó, nhưng mà ông sau khi mà ông coi cái chương trình của Amazon TV thì ông mới biết Bác Hồ là một người anh hùng, một người lãnh đạo. Chứ ngày xưa theo ông nói là lúc mà đi học thì trong trường ông thì không có giảng sâu gì, thì với lại người ta thường nói là chế độ cộng sản thế này thế nọ, không không có nói tốt về về cộng sản. Nhưng mà ông nói khi mà sau khi ông xem cái chương trình TV đó thì ông có cái suy nghĩ khác về về đất nước Việt Nam. Hoặc là khi mà mình đi làm, có những người mà làm chung cơ quan với mình, công ty mình, thì người ta nói người ta đi khi mà tăng đi đi siêu thị hay là gì đó mà nếu mà một món đồ giữa giữa món đồ hai món đồ giống như nhau mà làm ở Việt Nam hay là ở Trung Quốc thì người ta cảm thấy được cái chất lượng hàng của Việt Nam nó chất lượng hơn là đồ của Trung Quốc. Thì mình nghe những cái đó mình rất là vui, mình rất là cảm thấy tự hào. Chứ có nhiều khi nói thật, nhiều khi mình gặp người Mỹ mà mình không có biết người ta nghĩ sao về mình đi ra đường, thí dụ như mình đi shopping hay gì đó, khi mà mình ta không biết người ta nghĩ sao về mình, mà khi mà người ta hỏi ô mày là người Việt Nam hay là mày người Trung Quốc, thì mình nói ô tôi là người Việt Nam, thì tự nhiên người ta mình cái cảm nhận người ta cảm thấy thân thiện như mình hơn. Hoặc là những người gì mà người ta nói ô ta mới đi du lịch ở Việt Nam, ta mới đi Hạ Long, ta mới đi Hà Nội hay là cái gì đó, người ta kể những cái món ăn ở Việt Nam, những cái thắng cảnh ở Việt Nam, mình lúc đó mình cảm thấy rất là tự hào, mình cảm thấy rất là vui. Cái kiểu như ngày càng nhiều người nước ngoài biết tới đất nước mình, biết tới con người Việt Nam. Thì chứ ngày từ xưa tới giờ thì họ cứ nghĩ là Việt Nam là có chiến tranh với Mỹ, cho nên có nhiều khi họ không có được học cái lịch sử mà nó kiểu như là những có nhiều khi nó sẽ không có khách quan. Nói chuyện những cái chương trình lịch sử thì nó không có nói khách quan về cái đất nước mình, nhưng mà càng ngày thì nhờ cái phương tiện mà internet rồi những cái mạng xã hội thì người ta biết nhiều hơn Việt Nam, thì người ta thấy những gì mà người ta tận mắt chứng kiến, những người gì mà người ta biết nó khác so với những người mà những gì mà ta được người ta học hỏi trong trường hoặc là trên TV, thì người ta có những cái nhìn nó thân thiện hơn, nó không có cái tiếng Mỹ nó kêu là misconception, là nó nghĩ là nước Việt Nam là một cái đất nước nghèo nàn, một cái đất nước theo cộng sản thế này thế nọ. Nhưng mà khi mà bây giờ càng ngày cái với lại qua cái vụ mà qua cái vụ mà giờ mà Covid này nữa thì người ta càng biết tới Việt Nam nhiều hơn. Thì mình không có cần nói, mình không có cần mà phải nói Việt Nam mình ít người chết hoặc ít người nhiễm Covid đồ cái gì hết, nhưng mà người ta cứ nói người ta tự nói với mình luôn, nói đất nước mày chống dịch Covid rất là tốt, đất nước mày công nhận rất là hay, chống dịch Covid rất là tốt. Người ta biết đến những cái điều đó, người ta nói là nước của tao là bây giờ mày thấy như vậy, mấy trăm ngàn người chết, nhưng mà đất nước Việt Nam thì rất ít người chết. Có nhiều người ta họ nói là mấy ngàn người chết, người ta nghĩ ta nói là Việt Nam mấy ngàn người chết thì mình mới nói không, mấy ngàn người
có 1-2 ngàn người là bị nhiễm bệnh, nhưng mà người chết thì khoảng 30-40 người gì đó, chứ không phải là người ta nói, vậy là có nhiều người ta rất là ngạc nhiên, nhiều người ta rất là ngạc nhiên, mình người ta không nghĩ một cái đất nước mà mới mà bước ra khỏi chiến tranh mấy mươi năm, nhưng mà có những cái tiến bộ về về khoa học, những cái tiến bộ về y tế, những cái tiến bộ về xã hội, quyền con người, cái kinh tế phát triển, người ta rất là ngạc nhiên. Thì cái điều đó là mình cảm thấy rất là tự hào. Còn còn những cái bọn mà